Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 7147561070. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Như Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2023 à, trên truyền hình Lido Sài Gòn TV băng tầng 56.10 ở miền Nam Cali, 27.6 ở vùng Houston, Texas và 16.11 ở miền Bắc Cali. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023. Một lần nữa thì gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Như Huyền, Chu Lê Cảm ơn Lê Thái. Chưa, Lê Phong năm nay chị... chán tiệc ở middle of, uh, of the week hả? Dạ, yeah, nhưng Thời mà em chắc chị. Ngày hôm nay chị là chị biết là là là, là còn hai ngày nữa là chu Lê Phong mà chị không có nhắc em để em mặc đồ chung với chim với chị em phải mặc một cái áo mà mới vừa bị nó là nó rối quá so với ngày chú Lê Phong. Mà thực sự là Lê Thái cũng hay để ý đến những cái ngày chu Lê Phong mà quên mất tiêu là tự nhiên bận rộn quá sao? Bận, bận rộn quá. quá. Thành ra không có để ý là phải mang một cái cái, cái tie mà có hình của lá cờ Mỹ thật là mặc là những cái đồ đồng điệu với chị để hai chị mình matching với nhau oh, hai chị em. em mình rất là hợp với nhau trong cách nói chuyện trong tính cách trong cái vấn đề ăn trong, uống, áo, quần nữa, trong bị... áo quần luôn tại vì thường thường là áo quần hai đứa không bao giờ hẹn với nhau đâu mà cuối dạ. cùng thì chị cũng nghĩ là em là cũng đọc được ý nghĩ của chị rồi Bây giờ nay em dốt hôm nay em tại <laughs> hôm nay <laughs> quên chị mất tiêu rồi đúng không <laughs> dạ vâng dạ vâng tại Lê Thái khỏe không đầu dạ, tiên em khỏe rồi. người mới gặp ngày hôm qua nên phải hỏi thái khỏe không dạ vâng, em khỏe <laughs> Như rồi quý vị có khỏe không quý vị và Nhi Huyền kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Và nếu quý vị nào mà đi chơi July 4th, July 4th năm nay nó ở ngay ở giữa ngày thứ tư, ngay giữa tuần như vậy. Và nếu đi chơi ở đâu thì nhớ comment hoặc là chụp hình pháo hoa ở Canada nè hoặc là ở những nơi Illinois rồi vậy. Thì nó như thế nào thì cho Nhi Huyền với Lê Thái biết không quý vị. Lê, lê Thái lê có lê. tin gì vui ngày hôm nay không? À, ngày hôm nay em có những cái tin rất là vui thưa quý vị. À, cái tin đầu tiên là Thái đưa đến quý vị mà trước khi đưa tin cũng hỏi nữa, <laughs> em rất thích ừ. hỏi chị Duy quyền ừ, mà chị Duy Quyền rồi chị chị Như, quyền à, chị như quyền mỗi lần mỗi lần mà Lê Thái hỏi là hồi hộp lắm, hồi quý vị. không biết quá. là gài mình vô trong cái thế gì đây. Sợ gì thì em đây là cũng là trong một nhận những cái mà em muốn cho chị thể hiện cái skill của chị khi mà chị phản ứng sao với là cái sự chân thật của chị đối với một cái người co host của mình như nào. Nhiều khi những cái câu hỏi bất ngờ thưa quý vị đó là những cái mà chúng ta biết được người ta có thật hay không và người ta có nói thật hay không. Gây, Bây gây, giờ em quay qua em hỏi chị nào? Chị với em chơi với nhau lâu rồi mà không biết thật hay không hả? <laughs> hôm hỏi qua... câu giận quá luôn á <laughs> giận nhiều ngày hôm qua đó thì lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin về vấn đề mà chúng ta cái vấn đề ngoại tình trong hôn ừ. nhân là chúng ta có hối hận hay không ừ. nhưng mà ngày hôm nay cũng một cái cái thông tin đầu tiên lê thái đưa đến, đến quý vị Để nói ngoại quý vị, tình quý vị. Nha. nó luôn nó luôn nhưng mà ở một cái wow. khía cạnh khác thưa quý vị có bao giờ mà trong cuộc sống của chị du huyền là chị du huyền đang nằm đang nằm ngủ với người yêu của mình vậy đó buổi tối luôn nhưng mà mình nằm mơ mình thấy mình ngoại tình với người khác Trời ơi. Nha. Gọi là ngoại tình trong mơ mơ nha quý vị. Có. Okay. Đừng nói không nha. Cái này là nghi quá nghi Lê Thái cũng vậy có Lê Thái mới đi hỏi nhi lại đó tư quý vị. Thực tế hỏi đó, hỏi thật tử là có bây giờ phải không? Bây giờ không ngoại tình đi, bây giờ dạng chẳng hạn nắm tay ôm hôn hít này nọ. Cái người nào đó chúng ta không biết hoặc là chúng ta biết mà chúng ta không nghĩ là chúng ta nằm mơ mà chúng ta lại hôn người đó. không? Lê Thái hỏi cái câu này là Lê Thái biết cái câu trả lời nó như thế nào. Em rồi chị nơi vậy vậy, chị không vậy đúng không? không? Yes, no, câu là... này là không yes không no thôi. Ok vậy <laughs> thôi để Lê Thái đưa đến tình luôn chứ để mà mọi chị làm hết thời gian nói tình. Cứ à, thưa quý vị, đôi lúc thì chúng ta hay nằm mơ chúng ta thấy chúng ta ngoại tình, người ta gọi là ngoại tình tư tưởng. À, ngoại tình ở đây là khi mà chúng ta nằm mơ tự nhiên thấy là chúng ta đang quan hệ với một cái người phụ nữ nào đó, một người đàn ông chúng ta đang quan hệ với một người phụ nữ nào đó mà không phải vợ mình hoặc là một cái người bạn nào đó hoặc là một cái người nào đó mà chúng ta chỉ là quen bình thường thôi mà chúng ta không nghĩ gì vẫn đó hết không có một cái cảm xúc nào ngoài đời thật cả nhưng mà tự nhiên chúng ta làm mơ chúng ta thấy chúng ta ngoại tình với họ giống như là thái có quá mới đêm qua phải không ăn đòn bây giờ như vậy hoặc là chúng ta phản chúng ta làm mơ chúng ta thấy chúng ta phản bội với bạn đời hoặc là chúng ta mơ thấy người yêu cũ hoặc là mơ thấy quan hệ ân ái với cái người đó hoặc là chúng ta mơ một cái giấc mơ mà chúng ta được mời mà không được đáp lại đây là những cái giấc mơ mà tất cả các chuyên gia người ta nói rằng là những cái giấc mơ bác sĩ thưa quý vị. Đây là những cái giấc mơ khiến cho rất người, nhiều người người ta bàng hoàng, bàng hoàng. Và nếu như mà cái đầu tiên là bạn đời phản bội, chúng ta mơ thấy người yêu chúng ta phản bội. Đây là nhiều cái giấc mơ mà chúng ta thấy như vậy. Nhiều người người ta đang nằm mơ, sáng dậy tự nhiên thấy nằm mơ thấy chồng mình ngoại tình, đứng dậy giờ lật đầu dậy tát tác ông chát 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 chát, đánh ông 8 triệu luôn, tác ông 8 triệu luôn hoặc là tự nhiên về sáng dậy ngủ dậy nằm mơ thấy vợ mình ngoại tình tiên dậy sáng không thèm nói chuyện với bà trong cái đó bà đang chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng mà tức quá mà trong mơ mình vẫn còn áp bức nhiều lắm nha quý vị rất là nhiều và đây là có thể là một cái thông điệp để mà chúng ta đối mặt với cái sự bất an hoặc là khắc ghi lợi của một cái chuyên gia đó là Sakabir thưa quý vị là hãy sống thật với chính mình thông thường thì cái công việc nó chiếm quá nhiều thời gian khiến cho chúng ta cảm thấy như là người thứ ba trong những cái mối quan hệ hoặc là của cuộc sống của chúng ta xuất hiện một cái thứ gì đó mới Chẳng hạn như là một em bé mới sinh hoặc là một cái thú chơi golf của chồng hoặc là của vợ hoặc là khiến chúng ta cảm thấy bị lừa dối thì thông thường gốc rễ của những giấc mơ về mối quan hệ này là sự bất an và sợ hãi khi mà chúng ta nằm mơ thấy cái người bạn đời của chúng ta ngoại tình và phản bội mình. Đây là cái sự lý giải của một cái chuyên gia, đó là cái cô Kelly, đây là một trong những cái cô có chuyên gia 30 năm kinh nghiệm là tác giả của sáu cuốn sách viết về chủ đề mà hôn nhân và cái bài viết này thì cô này đã chỉ ra năm cái nguyên nhân cái nguyên nhân thứ hai thưa quý vị cái 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 giấc mơ thứ hai đó là phản độ phản bội bạn đời hồi nãy là bạn đời phản bội cái này là phản bội bạn đời và cái giấc mơ ngoại tình nó có nghĩa là chúng ta phản ánh cảm giác khi mà làm điều gì đó trái với cả bản thân và nên nhìn xem là liệu có lúc nào trong cuộc đời của chúng ta có thể là đang làm nhiều điều gì đó trái với chính mình hoặc đưa ra những cái lời hứa mà không thể thực hiện được vì mọi người trong giấc mơ đều là một phần của trong giấc mơ của chúng ta và còn nếu trước đây chúng ta đã từng ngoại tình từ ngoại tình thật sự trong trong quá khứ nha thì giấc mơ này phản ánh cái sự ngờ vực hoặc là cảm giác tội lỗi vẫn còn đâu đó đang thúc đẩy chúng ta khắc phục nó thay vì chúng ta tự mãn về nó có nghĩa là chúng ta trong hiện tại không ngoại tình mà ừ. quá khứ có hiện tình có ngoại tình thì đây là mặt cảm tội lỗi cái cái thứ ba đó là mơ thấy người yêu cũ đây là một trong những cái giấc mơ mà khủng khiếp nhất em đã từng nằm mơ thấy cái, cái đó này, có chứ? rất là nhiều luôn yeah. nằm mơ thấy rất là nhiều người yêu cũ thưa quý vị từ yeah. những giờ sáng giờ mình rợn về gà có những người mình không muốn gặp <laughs> mà tuy nhiên mình mơ gặp mà kiểu mà ở chung nhà hả luôn hoặc là mình ở chung trong trường wow. hoặc là chở đi chơi yeah. nói sáng dậy đổ hết mồ hôi luôn thưa quý vị sợ lắm rất là sợ và đây là một cái lý, lý giải là à, chúng ta thơ mơ thấy người yêu cũ đây là những cái phép màu chữa đi những cái đau khổ và giúp cho chúng ta nỗ lực ngoài đời thực và trở thành một cái phiên bản tốt hơn và mơ thấy người yêu cũ không nhất thiết là có nghĩa là chúng ta vẫn dành tình cảm cho họ, giấc mơ này chỉ là một cuộc cuộc giao chơi và nó là một cái kỷ niệm khác ghi. Cái thứ tư là mơ quan hệ tình dục thưa quý vị. Đây là một những cái giấc mơ người ta gọi là wet dream, giấc mơ rất là ước khác. Yeah. Và đây là những cái giấc mơ khiến cho chúng ta tự hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể thỏa mãn điều này với đối tác của mình trong thế giới thực. Có nghĩa là có nhiều bạn có khi chúng ta bị thiếu thốn quá okay. chúng ta không đủ ức chế thì chúng ta sẽ nằm mơ chúng ta thấy vậy. Cái cuối cùng đó là giấc mơ không được đáp lại và không được mời hoặc là bị bỏ rơi. Đây là một trong những giấc mơ chúng ta thấy là chúng ta đang bị tổn thương hoặc là những cái người chúng ta đang kỳ vọng rất là nhiều mà lại bỏ rơi chúng ta tại vì chúng ta đang bị hụt hẫng trong vấn đề tình cảm và bị thiếu thốn thì chúng ta sẽ nằm mơ là thấy bị bỏ rơi nhiều hơn những chúng ta được. đây là một trong những Đấy. cái lý giải về cái giấc mơ rất là hay mà em thấy rằng nhưng mà chị Như Huyền là chắc dính vô hai cái đầu á. Cái, cái đầu là cái bạn cái phản Nhưng bội bạn đó, đời cái thứ cái thứ tư là mơ về cái quan hệ quan hệ với người khác đó. chỉ có dính mình... vô hai giấc mơ đâu. <laughs> dĩ nhiên là khi mơ về người yêu cũ linh như là ex boyfriend như giờ thì có rất không rất phải tối. ex boyfriend cái này phản bội quan phản, phản bội bạn <laughs> đời mà Trời. lê thái muốn gà vậy thế thưa quý vị cảm ơn lê thái rất là nhiều thưa quý vị à, lúa gạo là hơn ít nhất là hơn một nửa dân số thế giới của chúng ta phụ thuộc vào gạo có gạo để mà nuôi sống cái cuộc sống hàng ngày gạo hoặc là lúa vâng thưa quý vị thì hiện tại những cái nhà khoa học họ nghiên cứu về lúa quý vị cũng biết rằng là khi lúa họ trồng tới mùa gặt là gặt xong xuôi hết rồi tới sau đó họ phải lấy họ gieo lại thì những người nhà khoa học họ nói rằng thì khi làm như vậy thì ảnh hưởng tới môi trường rất là nhiều thì họ muốn tìm kiếm để một cái giống lúa mà cứ trồng lui trồng tới lại được không cần phải lấy giống mới được thì cũng giống như cái mặt hàng chủ lực khác nhau như lúa mì ngô gạo được trồng hàng năm Điều đó có nghĩa là các cánh đồng năm này qua năm khác phải có một cái chi phí rất lớn cho cả người nông dân, cho đất đai và nhiều năm các nhà khoa học để mày mò để tái tạo cái giống lúa lâu năm một cái giống mọc lại sau khi thu hoạch mà không cần phải trồng lại nữa và có thể đây là lần đầu tiên trong khoảng trong khoảng 10.000 năm canh tác lúa của con người thì các chủng vẫn được thu hoạch và năng suất hơn hai thập kỷ trước các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu một giống lúa phổ biến ở Thái Lan với một loại lúa hoang dã từ châu Phi. Và sau đó họ đã dành nhiều năm để nhân giống bằng những đặc điểm mong muốn khi họ tiếp cận ba giống cây lâu năm này với nhau trong thử nghiệm. Kể từ đó khoảng 45.000 người nông dân, chủ yếu là người nông dân tự ở những cái những cái nơi mà bán lẻ đó đã thử trồng cái loại lúa lâu năm này. Thì Tim Crew nhà khoa học trưởng giám đốc chương trình quốc tế thuộc viện đất đai của Kansas cho biết thì đây là cái giống lúa được trồng cứ trồng lưu trồng tới được at least là 4 lần Tim và cộng tác của anh ấy và giáo sư Đại học Illinois đã tham gia cái chương trình khoa học này. Thì trong cái cuộc trò chuyện, họ đã giải thích rằng với sự phát triển của các loại ngũ cốc lâu năm, có thể mang lại những lợi ích môi trường to lớn từ và từ đất và khỏe mạnh đến cái lượng khí thải carbon thấp hơn và một lợi ích trong những người trồng chúng. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần. Quý vị giờ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ trở lại. chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín của hình bản đồ việt nam bảy một và bảy một bốn ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín bốn bốn chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Ngày hôm nay như nói đến trong tháng 6 vừa rồi có một nhạc rock và cũng là ảnh hưởng tới nhạc pop về về rock and soul là Tina Turner thưa quý vị, đó là một trong những cái ca sĩ danh ca rất là nổi tiếng với những cái bài hát mà muôn năm để lại cho chúng lòng chúng ta rất là nhiều. Thì trong cái tháng 6 vừa rồi, uh, cái người ca sĩ này đã mất đi ở tuổi 83 thì trên hình đó là ca sĩ Tina Turner thưa quý vị là cô ta để lại một cái di sản âm nhạc đáng kinh ngạc trong nhạc rock and soul nhưng cô ấy cũng được biết đến với phong cách thời trang táo bạo với những chiếc váy ngắn đính sequin si hoặc là tua khô đưa khoe cái đôi chân rất là dài của mình và những cái áo sơ mi cài cúc ở hơi hở ở phía dưới và quần jean vừa mặc rất là thoải mái thì cô ta rất là fashion thưa quý vị thì đây là một trong những uh, một ca sĩ rất là nổi tiếng và ngoài những cái uh, cái vẻ bề ngoài fashion rồi hát hay của Turner thì vào năm 1980 cô ta đã trở lại với những cái fashion của một uh, trong cái thập kỷ 80 và 90 và cô ta đã đạt giải Grammy năm 1985 đến cái bộ chum súp màu da đen và cô ta đã diễn Super Bowl vào năm 2000. Qua nhiều năm, Turner là con cưng của các nhà thiết kế bao gồm Giorgio Armani với những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và cô ta ở trên cái bìa album, âm nhạc và những cái thảm đỏ. Và ngay từ đầu sự nghiệp của mình, cô ấy cũng làm việc nhà tạo mẫu nổi tiếng với pop Maki trong trang phục sân khấu của mình. Và cái nhiều thập kỷ sau đó, cô ta đã đi lưu diễn kỷ niệm vào năm 2008 không những là một trong những ca sĩ hát hay mà còn là một trong những nhà fashion design Dùm những người mẫu rất là nổi tiếng thưa quý vị thì bà ta đã mất đi vào tuổi 83 thì để lại một cái âm nhạc rất là nổi tiếng cho tới thời của chúng ta dạ vâng đây là một nữ ca sĩ mà em rất là thích mà ba mẹ em cũng rất là thích rất là yeah. nổi tiếng từ xưa đến giờ và khi mà lên sân khấu máu lửa lắm rất là hay, hay mà hả? trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy là thế giới đều đón nhận cái tin buồn về cô bà qua đời thì đây là một trong những mất mát rất là lớn ở trên cho cái nền âm nhạc của Hoa Kỳ nói với Ri cũng như ừ. là của thế giới nói chung thưa quý vị. Ờ à, kính thưa quý vị, lạm phát ở Mỹ à, vừa qua theo thống kê của à, Liên bang thưa quý vị đã giảm ở mức thấp nhất kể từ năm 2021 do cái giá nhiên liệu trong cái tháng 5 vừa qua những ngày cuối tháng 5 và à, giữa tháng 6 cũng như là những ngày trong những ngày tháng 6 nó đã giảm đến mức kỷ lục và giá trứng cũng như xăng dầu và cái đồ nội thất ở Mỹ đã giảm vào cái tháng 6 vừa qua và tháng 5 giúp cho lạm phát để xuống dưới một nửa so với cái mức cao nhất ở một năm trước đó. Và cái bộ lao động của Hoa Kỳ chúng ta cũng cho biết rằng là hiện nay thì lạm phát và cái tốc độ tăng giá là nó tương đương 4% trong 12 tháng tính đến cuối tháng 6 vừa qua. Và con số này đã giảm so với mức là 4.9% trong tháng 4 và đánh dấu là tháng thứ 11 liên tiếp tăng giá giảm bớt và cái bản cập nhật cũng đưa ra là cái thị trường khi mà cái ngân hàng trung ương Hoa Kỳ họp để mà tranh luận về việc là liệu họ có cần làm nhiều hơn để mà chống lạm phát trong tương lai nữa hay không. Các quan chức ở Hoa Kỳ cũng đã tăng mạnh những cái chi phí đi vay ở những nền kinh tế lớn nhất của thế giới từ năm ngoái để mà cố gắng kiềm chế cái giá cả và đẩy lãi suất cơ bản của cục dự trữ liên bang lên đến hơn là 5% là từ mức gần không vào tháng 3 năm 2022 năm ngoái thưa quý vị. Và các nhà phân tích cũng kỳ vọng rằng Federal sẽ giữ nguyên cái lãi suất trong cái tháng này là tháng 7 và phản ánh cái tiến trình giảm bớt những cái áp lực giá cả chi phí khi mà à, chúng ta đi vay hoặc là đi chi tiêu ở những cái ngân hàng hoặc là đi mua sắm ở những cái chợ, những cái mo Và giá trứng cũng đã giảm 13.8% so với mức của năm ngoái, ở mức giảm lớn nhất kể từ năm 1951. Và giá xăng cũng đã giảm, giảm gần 20%. Và Bộ Lao động của Hoa Kỳ cũng cho biết rằng là nhìn chung cái mức mà giảm 4% thưa quý vị, làm phát ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021 cho đến tháng cuối tháng 6 năm 2023 năm nay. Nhưng cái bản cập nhật cũng cho thấy rằng là cái giá cả ở nhiều khu vực của nền kinh tế vẫn đang tăng lên đều đặn và nó nhanh hơn nhiều so với tỷ lệ mà 2% của cuộc liên bang người ta cho biết. Và đặc biệt là các biện pháp mà đo lường những cái chi phí nhà ở bao gồm cả tiền thuê nhà, à, tiền mua nhà, những cái nhà nó vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Giá bia hay quần áo phụ nữ, ở mo dịch vụ bảo dưỡng xe hơi và những cái xe chúng ta mua xe, xe cũ, xe mới gì cũng vậy thì cho đến học phí luôn cũng đang tăng mạnh và đây là trong những cái giảm lạm phát nhưng mà như cục dự trữ liên bang người ta nói rằng là chúng ta đừng có bị đánh lừa bởi những cái thống kê này bởi vì là lạm phát vẫn còn đang tăng yeah. và người ta cũng đang control nó xem trong 3 tháng tiếp theo thì cái vấn đề lạm phát nó sẽ tăng trưởng như thế nào nó tăng và hại như thế nào thì chúng ta mới đưa được cái kết luận cuối cùng để mà biết được cái nạn lạm phát của hoa kỳ chúng ta nó diễn tiến tới đâu mà như chị thấy là hiện nay bây giờ giá cả vẫn còn đang tăng nhưng mà người ta thống kê người ta nó vẫn nói rằng là Nó giảm làm phát 4% ừ. Nhưng em thấy nó vẫn tăng Giảm Thì một rồi. phần nào đó thôi Nhưng mà tại vì đây là cái thống kê là giảm cùng kỳ Cùng giai đoạn tháng 3, tháng 4, yeah. tháng 5 So với những năm 2021 và năm 2022 Và kỷ lục từ năm 1956 ừ. Chứ không phải là nó đã giảm rất là nhiều Nó chỉ giảm yeah. so với những năm đó thôi Đúng rồi. Cảm ơn Lê Thái Thưa quý vị, Nhi Huy và Lê Thái cũng hay đưa đến cho quý vị Một cái bản tin đó là con robot Mega khi mà cái thiết bị AI trong cái này 3 năm về trước nó chưa như nó còn đang phát triển và có chưa bao giờ nổi như bây giờ thì cái thiết bị AI bây giờ đi đâu quý vị cũng nghe thấy là chat GPT rồi trí thông minh uh, sáng tạo của AI nó rất là uh, nó rất là mạnh thưa quý vị thì con robot America này đã có cái sự kết hợp của AI của công nghệ AI tiên tiến thì nó làm cho cái con robot America này trở thành một con robot sóng thưa quý vị thì Ameca là một cái con robot giống như con người được phát triển bởi công ty Engineer Arts tại Vương quốc Anh và nó được thiết kế để có ngoại hình giống con người và có thể đáp ứng các câu hỏi tương tác với con người một cách rất là sống động. Ameca được tích hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn, đó là một dạng tiên tiến của trí thông minh nhân tạo, cho phép nó tạo ra câu trả lời một y chang giống như một con người như vậy. Và sự kết hợp giữa công nghệ AI tiên tiến và animatronics làm cho Ameca trở thành những con robot sống động nhất thế giới, có khả năng trò chuyện với là con người. Nhưng mà Ameca với là AI thì kết hợp với nhau nhưng vừa rồi theo những con American này nó nói chuyện như người đó thưa quý vị. Thì theo Ameca cái kịch bản tồi tệ nhất cho sự tương tác giữa con người và trí thông minh nhân tạo là khi AI trở nên quá tiên tiến đến mức con người không thể phân biệt được giữa tương tác giữa ai và tương tác giữa con người thật và điều này có thể dẫn đến mất niềm tin và cái tình huống nguy hiểm tiềm ẩn khi mà mọi người có thể phụ thuộc quá nhiều về cái trí thông minh của ai và không nhận ra cái sự giới hạn của nó và america cũng nhấn mạnh cái tầm quan trọng của sự phát triển và triển khai thông minh nhân tạo một cách nó có trách nhiệm để mà tránh tạo ra những cái bi kịch như vậy AI bây giờ nó quá tràn lan, tất cả mọi người đi sử dụng nó. Tất cả những công ty họ cũng áp dụng AI, vô trong có công nghệ kỹ thuật, kể cả trong ngành healthcare và kể cả tất cả những bất cứ ở đâu hết thưa quý vị. Chính vì vậy mà con người làm dụng nó quá thì đó là một cái điều ảnh hưởng tồi tệ có thể xảy ra bi kịch sau này. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. kính à, thưa quý vị, trong cái trong cái vấn đề mà chúng ta nuôi con, á, khi ừ. mà chúng con mà chúng ta nó trưởng thành, thì cái vấn đề mà trưởng thành nó có thể nó đi tự nó đi xin việc này nọ thì là cái chuyện nó chuyện nó phải làm đúng không? Nhưng hiện nay thì theo cái thống kê của Hoa Kỳ chúng ta thưa quý vị thì cái tình trạng mà những người cha mẹ đó đi xin việc dùm con của mình nó tăng lên quá nhiều thưa quý vị và đây là một trong những cái thống kê mà gần giới chức mà của Hoa Kỳ người ta đã thống kê trong mấy ngày vừa qua các nhà tuyển dụng người ta cũng thống kê là thấy là sự gia tăng của việc mà cha mẹ can thiệp vào các công việc của con cái như là thay con đi xin việc hay là đến cơ sở công sở để mà hòa giải những cái xung đột giữa sếp và con của mình rất là nhiều tăng lên trong quá khứ và hiện tại và cái điều này đã để lại ấn tượng không tốt đối với những cái nhà quản lý cửa hàng và những cái sự can thiệp như vậy nó sẽ không đem lại một cái lợi ích gì cho con cái của chúng ta và các chuyên gia người ta cũng cho biết rằng là họ không đánh giá cao cái việc mà cha mẹ đi cùng con tới tận chỗ làm việc và can thiệp quá mức vì có nguy cơ là khiến con cái của họ không có một cái động lực hoặc là trở nên phụ thuộc vào người khác và ông Kat Gibo là phó chủ tịch điều hành của hãng hàng không United Airlines từng phát biểu rằng là tôi biết các bậc cha mẹ thực sự quan tâm đến công việc của con họ nhưng quan trọng là đứa trẻ phải tỏ ra quan tâm trước chứ không phải là chúng ta quan tâm dùm. Ừ. Và nhiều người còn đi xa đến mức là cãi nhau với sếp của con về vấn đề mà tăng lương này nọ. Một số nhà quản lý tuyển dụng người ta cũng cho biết là từ sau cái hiện tượng Covid-19 diễn ra đó thì cha mẹ nộp đơn xin việc thay con và hướng dẫn con mình đi làm đã tăng nhanh và nhiều người trẻ tuổi không có cơ hội để học cách tương tác với những cái người thế giới bên ngoài à, cũng với lại là đây là trở nên là có nguyên nhân khiến cho họ trở nên dựa dẫm và phụ thuộc vào cha mẹ của họ nhiều hơn và theo dữ liệu điều tra dân số của Mỹ năm 2022 thì hơn một nửa số người trưởng thành từ 18 cho đến 24 tuổi đã sống ở nhà của cha mẹ thì trong các cuộc phỏng vấn online với các ứng viên tiềm năng thì cha mẹ vẫn ngồi kế bên con của mình kế bên ngay chỗ cái 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 camera hay màn hình để mà phỏng vấn và ngồi phía sau đó đốc thúc nói nói này nói nọ con nói này nói <laughs> kia <kiếp. cười> thì bởi vậy người ta nói thống kê rất là nhiều hiện nay thì người ta khuyến khích rằng là cha mẹ không nên can thiệp vào vấn đề mà sinh việc của con nhiều quá yeah. để cho chúng tự lập thì chúng sinh được những cái việc đó thì tiền lương của nó cũng bỏ vô túi của nó thôi ừ. chứ ở bên Mỹ thì đừng mong con mình nó nó giúp đỡ mình trong cái thời Đúng điểm rồi. Mà nó có việc làm uh -huh. sau này nó giàu thì mới mong được còn 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 nhiều đứa nó giàu nó bị đi, đi luôn <cười> <cười> dạ vâng và cái thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần Nhiên và Lê Thái xin quý vị giữ chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đại Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Tuesday, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay cùng với nhiều và Lê Thái. Kính thưa quý vị, nàng tiên cá là một trong những cái bộ phim mà Lê Thái vô cùng yêu thích. Chị có thích yêu thích nàng tiên cá không? Hay hết. Mấy tuần nay chúng ta đưa những cái thông tin liên tục về nàng tiên cá, ở dưới, nàng dưới nước tiên biển, cá, rồi, rồi ở dưới biển, sống ở dưới biển, rồi <laughs> sống ở dưới biển 100 ngày này nọ. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về bộ phim nàng tiên cá thưa quý vị. Đây là một cái bộ phim mà Gandhi gây tranh cãi trong suốt một tháng qua Tại sao nó bị tranh cãi thưa quý vị và trên mạng quý vị thấy đây là hình ảnh của nàng tiên cá rất là quen thuộc trong cái à, ký ức tuổi thơ của rất là nhiều người và cái, thưa quý vị bộ phim The Little Mermaid là phiên bản mới nó bị ồn ào do cái sao nam đóng cái bộ phim này thưa quý vị là một diễn viên Hugh dâm. Wow. Cái bất ngờ là tại người ta đã lục lọi ra được cái chàng diễn viên này và lên thấy trong quý vị xem ảnh mà cái chàng diễn viên này cũng rất là đẹp trai ha. Kính thưa quý vị, bộ phim The Little Mermaid là nàng tiên cá hiện đang vấp phải một cái tranh cãi khi mà Disney đã vô tình chọn một cái nam diễn viên uh, trong những cái bộ phim khiêu dâm trong quá khứ tham gia bộ phim này. Và vào tháng 5, uh, bộ phim live action The Little Mermaid đã ra rạp và nhận được nhiều cái phản ứng dữ dội về việc lựa chọn diễn viên. Và ngoài những cái nữ diễn viên chính mà chúng ta thấy đó, thì cái bộ phim này còn gây chú ý được uh, và được tiết lộ là có anh làm anh trên mạng quý vị thấy ra tên là Stefano Tomadini. Đây là một nam diễn viên của những cái bộ phim khiêu dâm. Và trong ngày 20 tháng 6 vừa qua thì tờ The Sun của anh đã phanh phui có quá khứ trong cái hồ sơ diễn xuất của Stefano Tomadini. Và một cái nguồn tin trong ekip tiết lộ rằng là ông bầu của casting của cái bộ phim Đàn Tiến Cá này đã quyết định thuê một số người mẫu nam thực sự là sexy, hấp dẫn để mà đóng vai cái người cá này trong phim. Và theo tờ The Sun thì Stefano Tomadini đã xuất hiện trong ba cái video phim khiêu dâm dưới cái tên là Dante Ferrari. Nam diễn viên này được cho là đã được trả từ 800 cho đến 1.000 bản anh khi thực hiện một cái video ngắn. Cái nội dung của video mà Stefano Tomadini này tham gia được cho biết là à, có thể là hiện nay quý vị có thể xem được, đó. quý vị lên cái mạng và quý vị xem qua cái... bỏ tiền ra chúng ta thanh toán bằng cái thẻ trên nó là chúng ta xem à. phim phim cấp 3 nha quý vị nói trước cái à. chứ đừng nó lên thái số coi <laughs> và những cái bộ phim của anh này vẫn còn chưa, chưa bị chưa bị gỡ xuống và các nguồn tin cho biết rằng công ty Disney không biết cái điều này khi mà tuyển nam diễn viên này. Hơn nữa thì cái bộ phim này là một cái bộ phim bom tấn mùa hè dành riêng cho trẻ em. Cho nên cái việc mà thiếu nhận thức và cái background của những cái nam diễn viên này là vô cùng đáng xấu hổ khi người ta vấp phải những cái phản ứng chỉ trích từ khán giả. Stefano Tomadini đóng vai một trong những cái tiên cá nam trong bộ phim The Little Mermaid mà quý vị đã xem trong tháng năm vừa qua. Và kể từ cái bộ phim này được công chiếu thì các diễn viên đóng vai người cá cũng trở thành một cái đề tài nóng bỏng được bàn tán ở trên mạng xã hội cùng các diễn đàn của mạng công cộng và người ta nói rằng là cái anh diễn viên này sao mà đẹp trai quá vậy đóng vai này và chàng tiên cá mà người khiến người ta muốn xỉu lên xỉu xuống xỉu úp xỉu đau luôn vậy đó <laughs> thì người ta mới với phanh phu ra thì mới phanh phu ra một số người người ta đã từng wow. xem những cái bộ phim khiêu dâm của anh này <laughs> người ta thấy là anh xuất hiện đến ba cái clip trong bộ phim khiêu dâm của anh đã đóng wow. quá khứ bởi vậy khứ, cho nên nó đâu có gì không có thể gì che không. được cái đó quá khứ tội lỗi của chúng ta yeah, không có gì mà che giấu được thành ra chị làm gì chị làm chị khai trước đi chứ đừng để mà tự nhiên <laughs> lâu lâu mà tự nhiên khán giả khui ra mấy cái video của như huyền chắc chết luôn Trời ơi, Lê Thái chơi như Huyền em, vậy. Em đâu có nói, em đâu có nói video nào đâu. Thôi, just kidding, thưa quý vị. À, đây là một Lê câu... Thái mà nói vậy là khán giả cứ đi search như Huyền thôi là chết. Mà không có đúng gì đúng không? đâu, thưa quý vị đó. ơi. Có, có, just có just search thi... mấy cũng chị không ra. Chị em rất nữa. là dễ thương, rất là yeah. hiền. Tại vì Lê Thái thích chọc kẹo như Huyền trong show yeah. này thôi. Lúc <laughs> lúc thì một số khán giả nói là chọc kẹo vô duyên. Ờ, thôi cũng được chửi Lê thái vô duyên cũng được mà chị như vậy dạ, đâu, đâu có yeah, thấy vô duyên đâu rất là có duyên dạ rất dễ thương nói chung Lê hai chị em rất là hợp với nhau thưa quý vị và thưa quý vị, nói về những cái kho báu ở bên nước Ý này, Ai Cập là nơi có những từ vì họ có một cái, cái lịch sử quá dài về slave về lịch sử về những cái con người xưa về Romans rồi ở bên Ai Cập rồi nữa thành gì những cái kho báu ở đó, những cái con người ở đó nó rất là giá trị thưa quý vị, nhưng mà những cái mà để khai quật đem vô trong những cái uh, những cái nơi trưng bày thì cũng rất là ít còn những cái là bị mất đi nữa thưa quý vị cũng rất là nhiều có những người họ lấy đi để họ bán đi thì vừa rồi khoảng 750 cái kho báu khảo cổ bị cướp để từ ý đã về à, đã trả về ấy từ nước anh thì khoảng 750 khẩu cổ đó đã được một trong những người buôn bán cổ vật khét tiếng của người anh tên là robin sim đã trở về ý sau kéo dài hàng ngàn hàng tập thế kỷ nhờ những cảnh sát của nghệ thuật đó họ đã đưa lên tin vào những tháng 6 vừa rồi và các hiện vật và theo bộ văn hóa của ý với cái trị giá là 12 triệu euro tức là 12 chấm triệu đô la sẽ được trưng bày tại viện bảo tàng Castle San Angelo của Rome. Đó là một phần của bộ sưu tập nghệ thuật đã bị đánh cắp và một số các vật phẩm được phục hồi từ La Mã Hoàng gia và có có à, có một cái loại đó là à, bàn chân bằng đồng của một gia đình quý tộc esuka à, và hai mũ diễu hành ngựa hai bức tranh tang lễ tượng bán thân và các phần khác nhau của bức tượng và đồ đồng ngoài ra còn có những viên đá quý được đặt bằng vàng đồng cũng như xương và hộ pháp thư quý vị đây là một trong những cái tấm hình những cái khảo cổ mà đã bị mất đi đã bị được ăn cắp và trong đó à, ngoài ra còn có những viên đá quý nữa và bao gồm những cái mặt hàng dễ vỡ, thiết điện tử và mặt hàng hỏng cũng, cũng rất vào những cái đồ trang sức từ thời cổ xưa ở bên Rome. Và các quy tắc du lịch à, và bên cạnh đó cũng có những cái tấm thảm và rất là nhiều những cái mà đã được trả, trở lại thì họ sẽ để lại trong viện bảo tàng. Quý vị đây là một trong những, nhìn thấy nó bình thường thôi quý vị, nhưng mà nó hàng triệu năm về trước rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Hiền. Đây là những cái bảo vật mà chúng ta thấy là nó vô cùng đáng giá ha. Ờ, chị nguyện trong cái lần đầu tiên mà chị đi ăn với bạn trai của chị á là chị đi một mình chị hay là chị đi với một cái người bạn gái nào hay là một cái người bạn học nào hay là chị đi một mình thôi em nói về cái, em hỏi thời đó, bây giờ cái, đó, đó, cái thời, thời học sinh cái thời quá khứ hồi xưa của chị lúc mà chị hẹn hò cái cái mối tình đầu của chị hoặc là ông xã đầu của chị hoặc là cái bạn trai đầu của chị em không biết là giờ chị cái mối quan hệ của chị sao thì em nói nó phong long vậy đó thì em hỏi là lần đầu tiên chị hẹn hò bạn trai hay là gì đó để mà chúng ta tìm hiểu thì chị đi một mình hay là chị đi với một người bạn gái hay là người bạn bạn khác nào đó từ đôi lúc mình đi một mình hoặc là nếu có em gái mình thì bị dắt em gái mình đi theo. Dạ vâng, coi như là coi như là số lượng tối đa là khoảng mấy người? Không một người thôi, rồi, vâng. không có dắt theo cả gia đình đâu thưa quý vị. Cái dạ, thế vâng. thái nói là dắt theo anh em rồi, rồi bạn bè rồi Đúng bạn thân chết <laughs> chết chết. Đâu ai mà tới nhị như như Huyền, đặc biệt là bản tin ngày hôm nay thưa quý vị một cô gái khi mà được một cái chàng trai mời ra mắt lần đầu tiên khi mà gặp gỡ đó, cái cô gái này đã dẫn theo 23 người trong gia đình của chúng của cô gái này để mà đi theo dự cái buổi ra mắt của cái gặp mặt cái người bạn trai của mình. Thưa quý vị, một cái người đàn ông năm nay anh đã 29 tuổi, họ lưu từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Thông qua một cái người giới thiệu, thưa quý vị, đã có một cái buổi hẹn hò với một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung, trẻ trung cô này họ Trương. Và ban đầu khi nghe cô cái lưu này, cô nói là cô đồng ý gặp mặt thì anh vui mừng lắm. Và đặc biệt là chọn một cái nhà hàng sang trọng mà anh thường hay đến và đề xuất là sẽ mời cô Trương, có thể anh sẽ mời em một cái bữa tối vì sự hào phóng và tạo ra ấn tượng rất là rõ ràng cho cô gái và tuy nhiên thì thưa quý vị vào ngày gặp mặt cái cô này thưa quý vị khi mà cổ dẫn cổ dẫn cô tới cái mở cửa nhà hàng thì anh anh lưu này anh vô cùng tái mặt khi anh thấy là cô này dẫn theo 23 người ở trong gia đình của cô vào trong cái nhà hàng này và anh lưu cũng cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ đơn giản là chào hỏi vài câu và uh, nhưng hai người lại vào một cái phòng riêng tại vì có hai phòng một cái phòng riêng với một cái phòng lớn dành cho 23 người này thì hai người đã vào thì nhanh chóng thì cái bạn được lấp đầy bởi 23 người mà cô cô gái này uh, dẫn vào mặc dù thì cái bữa ăn này nếu vậy thì nó vẫn rất là khó khăn tại vì anh cảm giác là nó, nó hơi hơi kỳ kỳ thì anh nói là hơi tự nhủ rằng là coi như là cái lần đầu gặp mặt đi. thì nếu như mà gia đình này báo sớm chút xíu thì anh sẽ rất là vui nhưng mà tại vì anh cũng lo lắng uh -huh. khi mà thưa quý vị nửa chừng thì anh này anh mới đi vệ sinh anh mới vào anh hỏi cái cái người mà 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 mà, mà tính tiền á anh hỏi là tổng cộng cái bàn của tôi ngày hôm nay là bao nhiêu thì cái người tính tiền này người ta nói là tổng cộng là 85.000 đài tệ tương đương là 65 triệu đồng Việt Nam có nghĩa là hơn 3.000 Mỹ Kim của mình cho một cái bữa tiệc gặp mặt mà thôi và nhân viên này đã tiết lộ là cái cô cái, cái dành cô này đã order một số lượng lớn thuốc lá rượu cao cấp và những cái món ăn rất là đắt tiền ở trong cái bàn ăn này thành ra cái số tiền nó, nó, nó dội lên rất là cao như vậy và các anh lưu này cũng là một cái khách hàng quen thuộc của cái nhà hàng này sau đó thì anh lưu này đã tìm một cách là anh bỏ chạy thưa quý vị anh bỏ đi sợ quá anh sợ quá thì cái nhà gia đình của cô gái này mới kiện anh là nói rằng không chịu cái trả cái chi phí này cái chi phí quá cao 85 000 đại tệ và bắt anh phải chịu trách nhiệm là trả đến 19 000 đại tệ tương đương là khoảng là 14.5 triệu đồng Việt Nam có nghĩa là gần hơn 1.000 Mỹ Kim của mình thì anh này không chịu không chịu thì gia đình cô này mới đưa ra tòa thì khi đưa ra tòa thưa quý vị giải quyết thì luật sư tất cả một cái trong rất là thời gian qua giải quyết rất là nhiều trong vài tháng thì luật sư đã tuyên bố là anh lưu không gây thiệt hại về bất kỳ vấn đề gì cả thành ra kiện không có được Đúng không thôi. được hợp pháp cộng với lại gia gia đình cô này đem 23 người đến ngay cái buổi hẹn đầu tiên là cái điều vô cùng phi lý và nó đi nó nó gây phản cảm cho xã hội của ở Trung Quốc cũng như là ở Đài Loan trong mấy ngày vừa qua người ta rổ lên những cái thông tin này người ta rất là khó chịu thành ra luật sư và coi như là thẩm phán bộ thẩm đoàn người ta đã yêu cầu là anh chỉ trả tương đương là 5.000 nhân dân tệ tương đương là hai phần ăn của anh và cô đó mà thôi cộng ra cộng trừ chi phí ra thì anh chỉ trả cái phần của anh và của cô trong cái lần hẹn đầu tiên thôi còn lại là chi phí do nhà gái phải tự trả và đây cái vụ kiện nó, nó đã rất là mãn nhãn và nhiều người người ta nói rằng người ta rất là hài lòng khi mà thấy Đúng anh rồi. được giải quyết như vậy và cái cô gái này bị người ta lên án rất là nhiều trong mấy quá ngày quá kỳ bà. luôn dạ kỳ quá ha dạ. Yeah. đi okay. ăn mà dẫn okay. nhiều quá con đó con kiện nữa như chắc. chị như hiền dẫn một hai người là đã quá đã quá đổi rồi em nói thiệt nha em dẫn mà cái người hẹn mà đầu tiên mà dẫn bạn gái đi theo là em đã không đồng ý rồi đó <laughs> là không kì, thích vợ không? Kì là mũi. Ai ừ. mà tự nhiên mà hẹn mình đang nói chuyện với bạn gái, mình tự nhiên có người kế bàn thứ ba ngồi kế bên với mình ngày ngồi nghe rồi ngồi làm kiểu mà giải đáp tâm lý thắc mắc này nọ. Đúng ghét rồi. ghét lắm. Mà thường thường á mà mình đi ăn mà mình dẫn em hoặc là bạn gái theo có nghĩa là mình không intrude vào cái người đó. Vâng. Yeah. Thí dụ như, như mình sơ khanh, không chẳng hạn, mình quá đàng hoàng quá dễ thương, rồi tự nhiên dẫn theo người giống như là hờ 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 này sợ này giống như bà nó bỏ thuốc mê rồi đi uống đi <laughs> nó cũng có nhiều Còn, trường hợp đó thành ra chúng ta hợp cũng phải, phải canh phòng. chứ dạ đúng rồi phải đề phòng đúng dạ không dạ vâng thế thưa quý vị bản tin vừa rồi để kết thúc phần ba cà phê sáng của tội nhi và lê thái xin quý vị giữ màn chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ở trời trời đây Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Jewelry, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Và đây là bản tin cuối cùng của ngày Chủ nhật ngày hôm nay của Nhi Huyền và trong cái trong YouTube Nhi có đưa cái bản tin về một uh, cái form mà tới đó có thể visit, có thể là quý vị có thể tới thì có nhiều quý vị hỏi cái câu hỏi của Nhi là cái địa chỉ nó như thế nào. Nhưng mà ở, ở hỏi chỉ để cái website quý vị phải email tới thì người ta mới đặt cái reservation thì người ta sẽ đưa địa chỉ tới cho quý vị chứ à, người ta không muốn đưa cái địa chỉ theo public thưa quý vị thì đây là cái website ở trong phòng kỹ thuật sẽ switch vô cho quý vị coi thì vô trong cái schedule thì quý vị sẽ thấy đây là cái tên website này thưa quý vị schedule thì cái giờ nào à, lúc nào thì trong đó có email của cái người ở trong cái farm này trong cái cái ở chỗ này rồi quý vị email đây rồi người ta sẽ make a reservation thì người ta sẽ gửi cái địa chỉ cho quý vị tới và trong đó Uh, cái giá như thế nào và như thế nào để quý vị muốn đi xem thì đó là như muốn đưa cho quý vị xem trả lời thắc mắc cái câu hỏi của quý vị và cái bản tin kế tiếp đó là cái bản tin về cách uh, đi travel như thế nào khi quý vị mà đi travel đi du lịch rất là nhiều thưa quý vị mà đôi, đôi lúc cái hàng của mình cái hành lý của mình nó bị hư hỏng thì mình làm như thế nào Nhìn thì vậy đó, nhưng mà tới lúc đó mình không biết phải nói như thế nào, mình phải mình báo cáo như thế nào, phẩm không thưa quý vị? Thì ngày hôm nay, như đưa cho quý vị đến một trong những cái bản tin làm như thế nào để mà uh, mình đi report, mình đi báo cáo những cái hành lý của mình bị hư hỏng. Thì theo cái bộ giao thông vận tải cho biết, cái hành lý bị hư hỏng tối đa thì họ sẽ đền 3.800 đô la cho mỗi hành khách trong cái chuyến bay nội địa. Và đối với chuyến bay quốc tế thì cái mức tối đa là 1.700 đô la thôi nha quý vị Thay vì quý vị khi mà đi travel đừng có mua cái vali nào mà nó mắc quá như của lũ Everton hay Gucci là 3.000 rồi Hơn 3.000 có bị bất thì người ta đền nó rất là thấp mà quốc tế thì chỉ có 1.700 mà thôi Cho nên quý vị đi làm sao mình canh sao trong cái vali của mình đừng có quá nhiều tiền Để khi nhỡ bị gì thì người ta đền lại đủ để cho mình Mà cái cách như thế nào để mà báo cáo những cái hành lý nó bị hư hỏng thưa quý vị thì theo cái American Airlines họ yêu cầu báo cáo thiệt hại túi sách của mình tại sân bay trong vòng 24 giờ sau khi hạ cánh trong chuyến bay nội địa thì họ sẽ nhận được một cái tập tờ giấy, một cái form với 13 chữ số để sử dụng nộp đơn yêu cầu online và cái Delta Airlines thì trước tiên bạn phải cần kiểm tra hành lý của mình trực tiếp tại văn phòng hành lý của hãng hàng không trong vòng 24 giờ kể từ chuyến bay nội địa sau đó bạn sẽ nhận một một cái hồ sơ một cái form để đưa cho bạn cũng cũng điền bằng online thưa quý vị và United Airlines cho phép bạn báo cáo thiệt hại túi sách của mình tại sân bay bằng cách gọi cho trung tâm thu hồi hành lý trong vòng 24 giờ khi hạ cánh trong chuyến bay nội địa sau đó nộp đơn yêu cầu online trực tuyến để mà à, có cái số tham chiếu chính chữ số để mà báo cáo thiệt hại như thế nào và trước khi nộp đơn yêu cầu hành lý bị hy hỏng các hàng không của hãng Alaska, họ cần báo cáo thiệt hại tại sân bay trong vòng 24 giờ sau khi hạ cánh trên chuyến bay nội địa thì bạn sẽ nhận được một cái email xác nhận cái số nhận dạng và theo dõi để cái hành lý của các bạn và sau web cho phép bạn báo cáo thực hiện uh, báo cáo những cái hành lý bị thiệt hại trực tiếp hoặc qua điện thoại miễn là trong vòng 4 giờ kể từ khi chuyến bay của bạn đã nhận được hành lý và họ sẽ đưa ra cái yêu cầu cuối của bồi thường và bạn sẽ cần gửi những cái thông tin càng nhiều càng tốt bức ảnh trong đó có cái gì để cho người ta xử lý. Thưa quý vị, đó là cái cách từng cái hãng máy bay nó sẽ đền bù cho những cái hành lý bị hư hại. Ờ, nói về những cái hành lý mà chúng ta bị hư hại thì uh, nếu mà về Việt Nam thì em nghĩ là chắc thua không. Không, không, không hơi khó. Không, không, không có chuyện mà đền bù đâu. Uh -huh. Một là mất thôi chứ mất đã mà cả vali bị rách, bị bị sét toạc ra luôn mà cũng không có đền bù gì nó nói, nó về nó không biết là thôi là nhiều người à. người ta bị lắm. Hôm nay thì chị Như Huyền vẫn đưa đến những thông tin này trong cái mùa Nước hè này. Mình, yeah. Thì em thấy là mùa hè case, này là một cái mùa mà mình. chúng ta đi đi du lịch rất là nhiều. Bạn bè em cũng đi về Việt Nam rất là nhiều. Và ừ. không biết là chị Như Huyền có dự định đi, đi du lịch Việt Nam không? thì chị cũng có dự định đi Việt Nam nhưng mà uh, lây rồi không biết khi nào. Dạ. Kính thưa quý vị, À, họ hàng à, đôi lúc thì à, chúng người dân Á Đông của chúng ta đã quan niệm cái họ hàng rất là quan trọng uh -huh. à, nó có thể là nó nó quyết định được một cái gọi là sao ta một cái cái nghĩa nghĩa cử cũng như là cái cái văn hóa của một đất nước của một người nào đó khi người ta có có hiếu rồi người ta có mối quan hệ tốt với họ hàng với những cái bà bà con chồng xóm ở uh, thân bằng quyết thuộc hay không nhưng hiện nay thưa quý vị theo, theo cập nhật mới nhất của cái giới trẻ của Hoa Kỳ cũng như là của cái toàn thế giới thì con người giới trẻ hiện nay trong những cái năm qua hai năm đổ lại đây thì dần dần là mất đi cái mối quan hệ họ hàng ừ. và lý do tại sao thưa quý vị cứ thưa quý vị tạp chí Salient Life Week đã khảo sát về cái hưởng tượng này thì theo đó là người ta khảo sát trên 50.000 người trong số là 116.000 người được hỏi là ủng hộ cái việc cắt đứt quan hệ họ hàng vì một số đối tượng không đáng để mà dành thời gian trong họ hàng của chúng ta hay không. Thì hầu như là 57.000 người cho rằng là cái việc ngừng giao lưu với họ hàng của chúng ta là chuyện bình thường bởi nhiều cái mối quan hệ hời hợp và ít tiếp xúc và chỉ 3% trong số người được hỏi rằng là có nghĩa là việc thăm hỏi là cần thiết hay không hoặc là các đức mối quan hệ chứng tỏ là thiếu cái lòng hiếu thảo và dễ gây hối hận là chỉ có 3% người ta nói là dễ gây, uh, gọi là mất đi cái lòng hiếu thảo và dễ gây cho cái sự phiền nhiễu trong họ hàng mà thôi. Và phó giáo sư tại Trường Đại học Khoa học và Hành vi thuộc Trường Đại học Stanford nhận định rằng là Người trẻ hiện nay có ít tương tác với những cái người thân của chúng ta và hiện nay là cái vấn đề này rất phổ biến trong cái thế hệ sinh sau những năm 1990 cho đến năm 2000 và dần trở nên là sâu sắc trước sự phát triển đô thị hóa và internet vượt trội như hiện nay. À kính thưa quý vị, phó giáo sư của tạp chí Life Quick ông nói rằng là xã hội nông nghiệp hoặc là tiền hiện tại thì có mối quan hệ hoàn rất là được coi trọng trong quá khứ và việc mở rộng gia đình có thể nâng cao cái sự tồn tại phát triển của một cái đại gia đình điều này nó khiến cho việc tìm cách kết nối với những cái người thân được coi là một cái sự khôn ngoan cho bản thân một người nếu như chúng ta vẫn kết nối với họ hàng của chúng ta à, hiện nay thì với cái chuyện mà học sinh nó quay cuồng với công việc thú vị người lớn bận rộn với công việc học học sinh quay uh, với công việc người lớn thì quay quay quần với công việc còn ừ. người trẻ thì quay quần với việc học các mối quan hệ xã hội nó được hình thành trong cái thời gian này không phải là gia đình nữa mà là trong một cái mối quan hệ xã hội nó rất là bận rộn và cái thời đại internet nó ra thì mỗi người người ta có thể truy cập vào cái nhiều loại hình dịch vụ giải trí ngay cả khi người ta sống một mình hoặc là tự chăm sóc bản thân. Do đó thì trong cái hoàn cảnh này thì mối quan hệ trở họ hàng nó sẽ trở thành một cái vấn đề mà tùy chọn tùy chọn có nghĩa là có muốn hay không là cũng không có cần thiết nữa. Uh -huh. sau này. Và cái sự nâng cao nhận thức được xem xét tại các mối quan hệ thả, tại tại uh, ở của những người, người trẻ, uh, những người trẻ hiện nay thì người ta không thích những cái màn trò chuyện gượng gạo với họ hàng sau một cái thời gian xa cách cũng như là họ cảm thấy rất là khó chịu bởi một cái số hành động đi quá giới hạn của người thân hoặc những người họ hàng mà chúng ta không muốn nói chuyện. Liên tục phàn nàn về họ hàng hoặc là ủng hộ cái việc mà cắt đứt trong các mối quan hệ. Nhưng cái hành động của những cái giới trẻ hiện nay thì người ta đi ngược lại với suy nghĩ của những cái người lớn tuổi trong quá khứ và chính các cuộc đấu tranh giữa nội tâm là cắt đứt quan hệ với họ hàng hay không khiến nhiều người phải tành trúc giận lên mạng xã hội để việc mà họ cho thấy rằng là cái họ hàng của họ nó kỳ cục đến tận nào và đây là một cái dẫn chứng mà lê thái thấy rằng có nhiều người khi người ta tiếp xúc họ hàng gặp cái bắt đầu hỏi là em 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 đơn cử thôi một số người khi mà trong quá khứ ừ. nhìn cái gia đình của anh em của mình thấy con cái của họ thì nói rằng ờ thằng này nó lo học nó chỉ chắc là ăn chơi chơi bời này nọ không có không có lo việc học này nọ gái gú này nọ rồi ngu hoặc là lo chơi Đúng không mà, mà lười biếng ham chơi này nọ nó làm khổ khổ cho ba mẹ nó nhưng khi thấy gia đình người ta bắt đầu thành công con cái người ta trưởng thành và thành Đó. công trong xã hội thì quay ngược lại lại giống như là toan hót và định bợ hoặc là lấy lòng và uh -huh. cho con cái của họ dựa dẫm vào mình ừ. và đây là những một, một vấn đề mà thực tế chúng ta thấy rất là nhiều trong mỗi hoàn cảnh gia đình họ hàng càng nó phá họ nó hàng là cũng tốt càng phức tạp càng đấy. phức tạp và người ta có dịp người ta soi mói mình thành ra ừ. là thôi em nghĩ là cái mối quan hệ họ hàng chỉ là một cái cách... đối với lời thái thì ứng xử về vấn đề văn hóa là chúng ta vẫn gọi hỏi thăm có thể tiếp xúc vẫn lệ phép trong một cái, trong khoảng, một cái khoảng cách nào, cách nào đó là thôi yeah. chứ để mà thân thuộc và chia sẻ quá nhiều thì em nghĩ rằng không họ em. hàng thì sẽ không có chia sẻ được cho mình đâu mà toàn là soi mói nhiều khi ép facebook vậy đó không like một cái thôi quý vị không không mình yeah. một cái nào tị. mà chỉ đấy đó mà soi mói và ganh tị và nhiều khi mà ghi những cái status á kiểu mà lơ tơ mơ phong long phong long á, chửi, chửi xéo mình đúng. chửi xéo gia đình mình này nọ luôn yeah. mà là người ta cố tình người ta làm như vậy đúng rồi mà đôi khi cả trong gia đình rồi quý vị cũng như cũng thấy càng đông đôi lúc con cái của, rồi anh chị em rồi cha mẹ có con của người này con người kia ganh tị lẫn nhau nữa thưa quý vị nhiều lắm. tranh nhau lẫn nhau nữa thì cái đó nó hơi phức tạp trong quý vị? cùng họ hàng đó nha yes trong cùng họ hàng với nhau càng đông nó càng phức tạp thưa quý vị cho nên uh, theo như thấy là mình nên giữ một cái khoảng cách nào đó nhất thôi và dạ, nhất định thôi mà đôi lúc mình khoe con mình nhiều quá thì mình cũng <laughs> gây cho cái sự uh, ganh tị của người ta nữa cho nên mình cứ tùy ok mình đình. sống hâm bồ mình sống một cách khiêm tốn tùy tốt. mỗi gia đình, yeah. tùy quý vị, tùy uh -huh. Lê Thái và Như Huyền chúng rồi. tôi không ép quý vị theo một ai cả và theo là... ý kiến vậy, thật <laughs> thật. tùy theo mỗi hoàn cảnh thôi quý vị. À, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và happy July life quý vị. Quý vị vào thứ tư này luôn Như Huyền với Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau.